Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau khi quá trình mà Taylor đã thực hiện thiết kế may một chiếc áo tự cắt tự may để chia sẻ cho tất cả các bạn ở nhà để tự may đồ cho mình, và sau đó mình đã may hoàn thiện một chiếc áo và đã giặt giũ đầy đủ ủi sơ bộ qua để cho đường chỉ đường may nó mịn lại. Vâng, thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem một chiếc áo mình đang mặc. Ngày hôm qua mình đã đi dự một buổi tiệc sinh nhật và mình đã mặc chiếc áo này và phối màu với một chiếc quần sữa, đi một đôi giày trắng. Các bạn nhìn thấy nó có đẹp hay không? Đây, trước tiên thì các bạn hãy xem quan sát. Sau khi đã may và đính nút, định hình không khuy và định hình luôn, các bạn thấy chiếc áo này, các bạn hãy cho mình biết rằng nó có hợp thời trang không nha. Và tất cả những cái đường may như thế này thì các bạn cũng đã thấy vừa rồi mình may mà thực hiện để livestream chia sẻ cho tất cả các bạn đều và chi tiết nhá, đều mật độ đều. Và đây là một chiếc áo tà bầu xẻ tà. Và các bạn hãy cho mình một cái lời bình comment phía dưới để cho mình biết nó có đẹp hay nó xấu, hoặc nó phù hợp với dáng người ra sao. Và cái áo này nó thời trang, nó giống mẫu các nước của nước nào. Rồi, các bạn hãy cho mình một lời nhé. Rồi, các bạn. Rồi, chúng ta xem nó có phù hợp với dáng mình không, với mọi người không. Rồi, cảm ơn các bạn. Một chiếc áo mới, tự thiết kế, tự may mặc, một thời trang phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Do ở nhà mình thích, mình may cho con mình, cho chồng mình, thích may cho bạn của mình ha. Một chiếc áo thật tuyệt vời, chúc các bạn thành công. Hy vọng các bạn sẽ có buổi livestream may chiếc áo do chính mình chỉ cho các bạn ở nhà hoặc để may nha. Cảm ơn.